Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cảnh gia đình mình đi chơi và vào trong nhà hàng KFC để mà ăn nha. Nào chúng ta cùng đi thôi. Đây là cái nhà hàng KFC này các bạn. Nói chung ngày hôm nay cũng là ngày Giáng sinh cho nên là khách ở trong nhà hàng cũng khá là đông. Rồi bây giờ mình sẽ order đồ ăn nha. Và đây là đồ ăn mà mình order này các bạn. Nói chung á, nhìn đồ ăn cũng khá là hấp dẫn đó. Rồi chúng ta cùng ăn nha. Rồi sau khi ăn xong á thì gia đình mình cũng đến cái khu vui chơi để mà chơi nha. Nói chung là cái khu này cũng đa dạng đồ chơi.
ngày hôm nay chơi cũng khá là vui. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái hành trình đi chơi của gia đình mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video. Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.